Chiều ngày 3 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết triển khai quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định mới trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp, ca F0 tăng liên tục không kiểm soát. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 4 tháng 11, tất cả hoạt động kinh tế, xã hội trên quy mô toàn thành phố Phan Thiết áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 3, vùng cam. Công an thành phố Phan Thiết sẽ chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã tổ chức việc lập các chốt kiểm soát hợp lý tại các vùng đỏ, vùng cam để quản lý việc ra vào theo quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19. Các chốt kiểm soát đảm bảo linh hoạt, thuận tiện trong công tác quản lý và phù hợp với thực tế địa phương. Cụ thể, tại vùng đỏ, người dân ở tất cả các vùng không được ra vào, trừ các trường hợp đặc biệt như đưa bệnh nhân đi cấp cứu, công tác cứu hỏa, thiên tai, phòng chống dịch, khám bệnh, tang lễ, xe đưa rước công nhân chỉ được đi ngang qua, không được dừng đổ. Hoạt động của nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng, ngân hàng, kho bạc, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển phải có phương án đảm bảo phòng chống dịch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ phải xuất trình thẻ thông hành và có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Đối với vùng cam, người dân ra vào phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương nơi có người từ vùng cam đến liên hệ công tác, làm việc, sản xuất, kinh doanh, chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân các phường, xã thiết lập các chốt kiểm soát tại các vùng đỏ, vùng cam theo hướng dẫn của Công an thành phố, tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ giám sát cộng đồng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan ra diện rộng.